Tôi réo tên ai là các bạn làm ăn có lộc nha. Tôi réo tên ai là các bạn gọi là may mắn sẽ tìm được các bạn đây nhá. Các bạn biết đấy. Đâu phải tự dưng lành thì tôi được như vậy đâu. Tôi là người độc quyền và duy nhất réo tên theo kiểu của tôi ở Việt Nam. Tôi là người tạo cái xu hướng kéo view, tôi là người tạo cái xu hướng réo tên, tạo drama ở Việt Nam. Các bạn biết là tôi tầm cỡ như thế nào, IQ tôi như thế nào, và tôi nói luôn này, chuyện tâm linh câu được đùa nhá. Tôi réo tên và đụng đến nhà, đụng chạm nhà nào là câu gọi là làm ăn có lộc nhá. Tôi đụng chạm với nhà nào là câu gọi là làm ăn đi lên phất lên đấy. Thế các ông đừng muốn nói bậy cho tôi nói trước một câu rồi đấy. Không may là vạ mồm đấy. Tôi nhắc tên ai là các bạn làm ăn có lộc nhá. Tôi nhắc tên ai là các bạn làm ăn may mắn nhá. Sẽ tìm được các bạn đấy nhá. Các bạn biết rồi đấy. Nhà tôi này, chuyện tâm linh thì mày nó đùa ở đây. Nhưng các bạn biết này, nhà tôi này. Mỗi mà các bạn biết là một lần một ngày nhà tôi, vợ tôi và các em của tôi, người ta tới đây nhà một bao nhiêu vị khách tới nhà tôi không? Mang gà này, mang ngan này, mang gạo này, và các bạn vào kênh của tôi mà xem. Đến tới nhà tôi chỉ để giáo tên và kéo view và tạo drama ở nhà tôi thôi, chứ không phải là và tất cả những gì em Long đang làm một pháp. Và cảm giác em Long là người có lộc, em Long là người đem tới may mắn cho anh chị thì em lên em like thôi. Em không có ý xấu gì cả. Ai thích thì ở lại xem, ai không thích thì ngoài thôi. Tôi nhắc tới tên ai, tôi nhắc tới tên nhà nào là gọi là các bạn các bạn tin tôi đi. May mắn sẽ tìm các bạn nhanh thôi. Tôi đụng tới tên nhà nào là nhà có lộc nhá. Tôi đụng tới tên nhà nào là nhà đấy may mắn sẽ tìm các bạn làm gì thằng đó nhá. Các bạn chơi gì được đấy nhá, mà tin tôi đi. Một ngày tiếp bao nhiêu vị khách ở nhà tôi người ta đem tới tôi bao nhiêu thô đồ đạc lung tung tung nhá. Chuyện tâm linh không có đùa ở đây nhá. Một khát nước mấy ngày nó không khát nước à? Ở trên này một ngày em Long réo tên cả nghìn người cơ. Tôi réo tên này, tôi nhắc tên này là các bạn là may mắn sẽ tìm được các anh các chị đấy nhá. Đừng đùa với tôi. Từ xưa đến giờ em là người đầu tiên phát minh những cái ngày réo tên ở trên nền tảng mạng xã hội này. Bạn ơi, một idol TikTok lớn, một idol lớn thì các bạn phải hiểu là 800.000 đó là cái gì đâu. Một ngày tôi vẫn quay cho mấy chục khách réo tên, tôi gửi clip cho người ta. Rồi tôi lại chỉnh sửa clip cho người ta, rồi tôi đăng kênh của tôi nữa. Các bạn biết một ngày bao nhiêu người không? À? Bạn đi so sánh cùng. Tôi đụng tới tên nhà nào? Nha. Nhà nào có lộc. Nói cho biết trước. Mình có ghi xanh màn hình nhá. Tôi đụng tới nhà nào? Nhà đấy may mắn nhá. Hữu duyên nhá, hữu duyên. Một ngày tôi réo tên cả nghìn người ở trên này, rồi tôi réo tên khách tới nhà tôi đông lắm. Đông lắm các ông ạ, người ta tới nhà tôi từ sáng sớm cơ. Nhiều khi tôi đang ngủ người ta gọi bầm bầm cơ. Có người đi cả 150 cây số để xuống nhà tôi để réo tên. Có người đi từ Phú Thọ xuống đây đem bao nhiêu đặc sản từ Phú Thọ xuống đây để tôi ăn, để tôi réo tên, tôi lại kéo đi tôi làm clip. Không biết tự dưng thành vậy thôi. Đấy, các bạn thấy không? Tôi cứ livestream ngồi vậy thôi. Cứ ngồi cả ngày vậy thôi, người ta quà đấy rồi. Tôi chẳng biết luôn. Tự nhiên thành như vậy. Mấy ngày đúng không? Cứ thế thôi. Không biết thì lý do thì sao luôn. Tôi đụng tới tên nhà nào? Nhà nào mà có lộc? Tôi đụng tới tên nhà nào là may mắn tìm tới nhà đó. Các ông làm gì thắng đó nhá. Các ông chơi gì được đấy, nhưng mà không được chơi đỏ đen nhá. Nói cho biết trước, thầy nào không có thầy nào gọi là ủng hộ các ông mấy cái trò đỏ đen đâu nhá. Chỉ làm ăn thôi, chỉ làm ăn kiếm tiền thôi thì không thắng. Anh em biết rồi đấy, các anh em vào kênh của tôi anh em biết. Một ngày này người ta đem gạo này, đem gan này, đem gà, đem vịt tới nhà tôi nhá, không biết là bao nhiêu lượt khách tới nhà tôi. Vào kênh tôi mà xem. Chuyện tâm linh phải đùa được, tôi phải nó lung tung nhá. Anh em biết là tôi là người đem lại may mắn và có lộc các bạn bao nhiêu đấy. Không phải tự dưng là lành tôi được như vậy đâu. Anh em vào dụ của mình là các anh chị em phải nói chuyện là không được nói bậy nhá. Anh em đừng nói bậy nhá. Một ngày tôi giao tiền cả nghìn người trên này. Đấy các anh các chị theo dõi rồi, các chị biết mà. Tôi giao tên người nào người làm ăn may mắn. Các bạn chỉ, nhưng mà chỉ làm ăn thôi. Đi cửa tôi chỉ cửa làm ăn thôi. Các ông mà chơi bời mới thua. Chưa? Đi cửa tôi này này, tôi chơi cửa tôi cửa cụt đốt tay này. Không chơi bời không chỉ thua. Đi cửa tôi giao tên cao ông chỉ được phép làm ăn thôi, kiếm tiền thôi để có lộc. Các ông mà dính vào chơi bời lung tung là các ông chỉ có lại thua thôi. Nghe tôi nói cho biết trước nhá. Đấy các ông này, các ông phải bảo là vào giúp tôi là các bạn đến khi tôi réo tên bảo con có lộc may mắn. Đến khi các ông ra ngoài kia các ông chơi bời thì các ông chỉ có vỡ mặt thôi. Thế tôi nói biết trước đấy. Các ông nhìn bộ lông mày của tôi, có mắt của tôi là các ông hiểu là tôi là người phải có căn có quả hay không, có người là con đem lại may mắn cho các bạn hay không là các bạn tự hiểu thôi. Vào kênh tôi các bạn biết một ngày người ta tới nhà tôi không biết bao nhiêu khách tới nhà tôi rồi nhá. Trước tôi biết trước rồi. Rồi, nếu như một ngày nào gần nhất thì nó may chồng được ăn lộc thánh ấy, thì chồng người ta tới, người ta chồng làm thầy thì bây chồng lấy vợ thì sao nhỉ? Hả?
thì bây giờ mình chồng ăn lộc thầy ăn lộc thánh thì bây giờ chồng không được thì chồng không lấy vợ, đã là thầy thì lấy vợ với chồng đâu. Thầy á, để chồng với vợ bình thường, để con bình thường, để con như gà, để thế thế.